Tin Hoa Kỳ phép lạ hóa bánh ra nhiều ở Indianapolis để trợ giúp 3.000 gia đình nghèo. Hội Vinh Sơn Paulo ở thành phố Indianapolis đã thực hiện những phép lạ hóa bánh ra nhiều từ những tấm lòng quảng đại của các ân nhân, từ sự dấn thân quán xuyến công việc của các tình nguyện viên, từ đức tin mạnh mẽ của tất cả mọi người. Không có phép lạ nào ở đây có chăng là những điều không thể trở nên có thể nhờ sự kết hợp của tổ chức, sự tháo vát khéo léo, lòng quảng đại, sức mạnh và đức tin của những tình nguyện viên. Ông John Gian, chủ tịch Hội Vinson Paulo ở Indianapolis chia sẻ rằng tổ chức của ông luôn có đủ thực phẩm cho các khách hàng người nghèo của họ. Đó là nhờ lòng quảng đại của các ân nhân. Ông nói chưa có ngày nào mà chúng tôi không có đủ thực phẩm cho họ một hệ thống tổ chức tốt bảo đảm hiệu quả tốt nhất trong công việc của hội từ lối vào cho đến bãi đậu xe các khách hàng khi vào được phát một phiếu có số và trên chiếc xe đẩy hàng của họ cũng gắn cùng con số đó để họ có thể nhận ra đó là xe của mình và chất hàng từ chiếc xe này lên xe riêng của họ để đưa về nhà sau khi nhận phiếu, họ đi qua những dãy thực phẩm đóng lon, những hộp thức ăn để chọn những thực phẩm. Các khách hàng có thể chọn thực phẩm cho họ từ 150 chọn lựa khác nhau. Ông Ryan cho biết rằng trong kho thực phẩm được khách hàng tự chọn thì số thực phẩm bị bỏ phí giảm đi 40% vì các khách hàng thực sự chọn thứ mà họ muốn ăn cũng như hội của ông cung cấp cho họ thứ họ muốn ăn hội Vinh Sơnaolô ở thành phố Indianapolis có một kho hàng cứu trợ lớn nhất miền Trung Tây Hoa Kỳ được quản lý và đóng góp từ rất nhiều người mỗi tuần đang cung cấp thực phẩm cho 3.000 gia đình nghèo